con sách gì đó con? Dạ sách một bánh. Gì hả? Ra đây tiếp phụ mọi người nha. Dạ. Giữ người ta được mua bánh quá trời, hôm qua đi chơi đua nè. Vậy luôn ha. Vậy giờ đem cho bà cốc nước bọc đó hả? Trời ơi cô Tiên ơi, đi học về là ngáp rồi. Đây, gia đình mình xin chào cả nhà. Sáng hôm nay trời ui ui nè, rồi hiu hiu gió lạnh lạnh. Rồi cái sáng Văn đi mua đồ nấu bánh canh để đổi vị cho gia đình mình á. Văn mua quá trời đồ luôn nè. Bánh canh Văn mua có mua giò heo nè. Giò heo với mấy con thẻ. Thẻ này bự bự không luôn. Với một ít trứng cút để nấu bánh canh. Bánh canh này con mua làm sẵn luôn. Cách này là đợi mọi người về làm cũng hơi trưa đó, với ít người quá con mua sẵn luôn chứ mình không có sắt nữa. Con mua 2kg nè. À quên, còn thêm phần chả viên cho cô Tin nữa nè. Nấu cho ngọt nước thì con có chuẩn bị thêm tôm khô nè, củ hành nè, củ cải trắng với lại một ít củ hành tím. Mình cũng cho vô trong nồi súp một củ đi, còn 2 củ thì mình phi. Mình cho lên cho nó thơm. Rau nêm thì mình có ngò gí nè, với lại hành. Ăn kèm thì sẽ có giá. Giá này tùy thích thôi chứ cái loại bánh canh này thì bà con cũng ít ăn giá lắm. Mình thấy cho miếng giá vô ăn cho nó đỡ ngán ha. Theo mình thấy thì nồi bánh canh hôm nay là hoành tráng đó chứ. Cũng hoành tráng á. Đổi vị cho gia đình buổi sáng. Sáng nay mẹ khỏi cần bắt nồi cơm, gia đình mình sẽ ăn bánh canh luôn. Cô Tin bữa nay làm gì? Ăn đồ ăn. Trời, trước khi ăn đồ ăn cô Tin phải lột cho mẹ ba cái cúc. Hai em đi chặn cái thịt ha. Em đi ngoài chặn thịt. Bữa nay Văn đi chợ là anh thấy mua cái mớ tép này là quá trời ngon luôn. Bự bự không à chị. Tươi gói luôn á. Hôm qua ăn đêm mưa. Có người đi vô đây ăn tép nè. Con thẻ mà chỉ là bự bự lắm, tính ra bự chị. Bằng con xuống mà hay mình hay làm đám ấy mẹ. Làm nuôi là hơi lâu. Con bán có giá đó, em mua rồi em dính tô rồi, dính con luôn đó, tô 2 con vậy hả? Chết rồi thôi, ai ăn dụng mất tiêu rồi, phát hiện liền. Đâu biết mua là đủ nhiều niêm mà. Cô Tin tranh thủ lột xong 3 trứng cút để cô Tin háo hức khoe đồ ăn. Bữa nay đi học về thì được mẹ hai mua cho một đồ ăn mà mẹ nói là con phải lột và làm tiếp cái phần trứng cút xong mới cho ăn. Thích thông tin mẹ hai mua cho con nhiều không bữa nay? Nhiều, con lựa chứ con ai lựa nữa. Con lựa chứ ai lựa nữa. Giờ để dành đi học là đem theo ăn phải không? Dạ. Bữa đem theo mấy bịch phải không? Nói chứ mấy bữa là hết rồi. Hôm nay thì có bà ngoại lên chơi. Tí xíu nữa thì ngoại sẽ ăn bánh canh chung với gia đình. Ngoại bữa nay ngồi ăn cơm với gia đình con nha. Thứ nhất là gì nè, cả nhà ngoại thì cũng lên thường lắm. Mà ngoại cái thường tới giờ ăn á, cái ngoại vô ngồi chung với nội đổ phía trong nhà ăn cho rồi nói chuyện rồi đó, cho vui. Hoặc là ngoại có thói quen á là ngoại hay lên võng ngồi ăn gì nè. Ngoại ở dưới nhà là ăn trên võng không hả ngoại? Ngồi võng không à. Dạ. Ăn quen rồi, hồi đó tới giờ đó. Dạ. Ngoại ăn ngoại ngồi giống mà nó với cơm với đồ nó đem lại cho hả ngoại nằm đó, ngoại ngủ quên thì con quen nó kêu thích ăn. Giò heo thì băng cũng trần ra rồi nè. Mẹ thì mới gọt củ cải trắng, củ hành tây với củ hành tím. Thì băng cho vô nồi để hầm. Rồi. Giò heo thì mình cũng cho vô luôn. Giò heo này thì băng mua giờ trước á, mua một cái. Giò heo bữa nay tơ tơ nè, hầm mau lắm. Rồi trong nồi này thì băng cũng cho thêm cái phần tôm khô này nè, để nấu cho nó ngọt nước nè. Rồi mình cũng cho một ít muối vô. Thôi bữa nay là hết hủ nữa nè, làm cái gì cũng hết hủ hết trơn. Chút xíu mình sẽ cho thêm một ít muối nữa. Rồi giờ băng cho đường phèn vô. Đó, mình hầm giò heo mềm lên ha. Chút xíu chín thì mình chỉ cho một ít hạt nêm với lại bột ngọt đó là đủ rồi đó.
anh thấy bên đây mọi người cũng xong nè, mẹ bắt đầu dọn dẹp, chị Ly còn mấy trứng nữa là xong. Còn 2 trứng cút nữa là xong. Phải có cô Tiên là nãy giờ xong rồi. Cô Tiên kia bé bỏ quá. Bỏ đồng đội. Tiên là nãy kêu là nãy mẹ hứa với con. 2 trứng nè, 14 mẹ rút kinh nghiệm phải hứa là 10 trứng mới được. Rồi một hơi con ăn mấy trứng? Thôi con phải ăn 3 trứng thôi. Lột 3 trứng ăn 3 trứng thôi hả? Đó lột 3 trứng, ăn 3 trứng thôi. Chứ ăn 4 trứng đâu ai cho ăn, tại cái tội lột có 3 trứng à. Để sắp tìm con ngồi ghế không nè mẹ. Để ra cái góc cho con. Cái món này rau nêm nhiều nó ngon nè. Nhiều hành, nhiều vỏ ghế nó thơm. Tô bánh canh mình nó thơm lắm. Cho miếng tiêu lên nữa hen. Trời thơm dữ lắm luôn á. Nhiều đây là đủ nhiều chưa? Đủ nhiều rồi đó, được rồi đó, vừa lắm luôn á. Mình có mấy cái gốc ngò rí nè, mình cho vô để nấu cho nó thơm. Ôi nhiều quá vậy? Dạ. Nhiều lắm rồi. Chắc hết tiền của mẹ hai luôn rồi quá. Cười. Bánh này mẹ hai mua cho một đó hả? Dạ. Nghĩa là bộ đi học về mẹ hai mua cho một bánh rồi không biết nhiêu tiền nữa, không biết đường thanh toán với mẹ hai luôn. Cái này là cho mẹ hai tự trả luôn, cha nghĩ thanh toán lại. Hôm nay là ở dưới nhà ngoại cậu Út là sửa nhà ra, là ngoại cũng ít lên. Gần xong chưa hả ngoại? Có mỗi bữa nó mới xong hết rồi. Dạ. Chuẩn bị sửa nhà, chuẩn bị ăn Tết ha. Làm hết trơn luôn. Dạ. Không có chỗ nào ủ chân. Thôi rồi hôm nay là ở dưới nước ngập không ngoại? Không. Dạ, vậy là nước giật rồi ha. Rồi ngoại ăn bánh đi. Bánh nó ngon không cô Tiên? Cho cha xin cái, cha thèm quá. Bánh này hồi trước cha biết gọi là bánh dừa. Hồi đó cha mua cái 500 cái gì đó. Rồi cảm ơn cô Tiên. Bánh này mềm nè, ngoại ăn được nè. Ngon quá luôn Tiên. Rồi con cái này con chơi với bà Cóc đi ha. Có bà Cóc á, có cái gì mềm mềm ngon mà bà Cóc ăn đi nha. Dạ. Bên đây em bắt cái chảo dầu nè, để phi cái phần của hành tím. Hành nó thơm rồi, băng vớt ra trong chén đi, chút xíu xíu nữa mình cho vô bánh canh đó. Còn ít nữa mình xào tôm cho nó thơm mấy con tôm nè. Con cho một ít màu điều vô. Để chút xíu cho cái nồi bánh canh nó được đẹp á. Tôm mà phải được nhiều nhiều con á, cái mình lột ra lấy cái gạch đó mình phi lên. Mấy con tôm này con mua cũng vừa đủ ăn rồi, nó ít là chứ không có nhiều. Con cho ít màu đều vô đó, cho nó có cái màu gạch tôm. Cái gì nhiều lắm em ơi. Lúc trước là gạch sỏi, mà mua gạch sỏi không à, dưới quê mình không có đâu. Cái sau này giống như là bà con người ta biết xài đó, chứ lại giờ vì tiện nè, bà con người ta mua nhiều cái mới đem về bán đó. Con mua này 1 ký là 18 ngàn. Dễ mới mua, dễ ăn quá anh Quang ha. Dễ. Cái bánh canh này mình có thể thay thế là bánh canh bột lọc. Ừ, con bột lọc cũng được, nhưng mà Văn thấy nhà mình thì lại thích bánh canh này hơn. Bánh canh này thì nó vừa dai dai mà nó dẻo dẻo, nó mềm mềm. Bánh canh bột lọc thì nó chỉ dai thôi à, chứ Văn thấy nó không có dẻo. Bánh canh này là mình cho vô trong nồi luôn, bởi Văn vũ cho cả ba cái bột mì tinh, bột năng á, cái nó gớt gớt ở dưới để nó bớt lên. Chứ mình cho vô hết là nó sẽ hơi lên á. Rồi bây giờ mình cho bánh canh vô. Bánh canh này mình vũ bớt cái bột để cho nó bớt lên. Bữa nay Văn nấu trực tiếp luôn chứ không có bắt ra tô. Cái chút nữa mình bắt ra, mình múc ra từng tô vậy đó. Bạn
con cho bánh canh vô nè, bắt đầu nó nóng, nó nóng, nó chín lên nè cả nhà. Rồi con cho trứng cút vô nè, rồi cho con chả cá vô. Rồi cũng cho cái phần mấy con tôm vô, mấy con thẻ vô. Chưa con chán chảo cái mới được. Cái nước thì cảm giác nó lền lền luôn ha. Nè, nó hơi lền 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 nè. Đây mình cho bánh bánh canh đó. Mình quậy lên. Rồi giờ con nêm vô trong này luôn. Thì nêm chỉ có hạt nêm với lại bột ngọt nữa là xong rồi. Nãy giờ anh nói nồi bánh canh sao em quậy lên nhìn thiếu thiếu mà quên là cái giò heo vớt ra rồi. Giò heo vớt ra. Giờ con cho lại cái phần giò heo nè, cho nó nóng. Hồi nãy mình sợ nó mềm quá, tại canh lố, mình canh lố. Bữa nay lo đi vòng vòng rồi canh lố nè. Cái con cho lại cho nó nóng, nóng nó dễ ăn. Đó, giờ con quậy lên cho cả nhà xem ha. Đó, nó lên lên đó. Này nấu theo kiểu miệt vườn chứ không có theo cái kiểu bánh canh này. Nó hỏi bữa nay nhà ăn bánh canh gì, con cũng không biết bánh canh gì nữa. Giò heo cũng không phải giò heo mà hải sản cũng không phải hải sản nữa, lộn xộn hầm bà lặng hết trơn. Rồi băng cho vậy nó cũng nóng rồi nè. Giờ gốc hành với lại hành phi băng cho vô trong này luôn. Tiêu cái này mình cho rau nêm vô, còn tiêu ăn tới đâu mình cho tới đó ha. Rồi băng tắt lửa, múc ra tô chút xíu cho hành vô thêm, nhưng mà trước mắt băng cho một ít vô trong này nè cho nó thơm nè. Cho mọi người ra là nghe mùi thơm liền cái nồi bánh canh. À, cô Tiên ngồi trực sẵn hả? Ngồi trực sẵn hả? Giờ mình múc nha. Chị Ly bắt giấy mình đi chị Ly. Múc nếu như vậy thì anh là chọn cái tô đầu tiên ha. Còn cái tô cuối cùng không dám chắc ăn nè. Rồi mình cho một ít hành lên nữa ha. Hành như ngò rí. Chị Ly cho miếng tiêu giùm em nha chị Ly. Chị Ly là bắt giá ra sẵn hết. Anh chọn tô đầu tiên chứ em múc ra hết trơn đó nha. Người ta điếm hết trơn á. Tô này được nè. Mình thấy ngon quá. Rồi mình cho hành vào ghi. Chị Ly cho tiêu vô. Trong 3 giờ con thấy giờ cá rô là ăn thịt nhất, thấy ham nhất luôn. Thịt nhất. Dạ. Màu lớn nhiều lắm, nó lớn theo luôn. Nó không giữ lắm con mà để nó đầm. Dạ. Xong hết ha. Đây sáng nay băng có nấu được nồi bánh canh ngon lắm á cả nhà. Gia đình mình xin mời cả nhà ăn sáng chung với gia đình mình luôn nha. Rồi. Rồi xin mời cả nhà ăn bánh canh. Để nhà ăn bánh nha. Bên này cả nhà gia đình mình ăn bánh canh, có bà ngoại tham gia luôn. Ngoại thì con không có cho tiêu. Dạ. Con thì con cho tiêu nhiều một chút. Tiêu nhiều mới hấp dẫn hả? Tô này 40 ngàn hả? Không, tô này bán 30 ngàn à. Bán mắc quá không ai ăn à. Bán vậy mà có 6-7 phần à. Mẹ xé cơm cho con ha. Ngoại ơi, gì giỏ không được thì để con lọt cho. Để cái này con lọt. Rồi ngoại ăn thịt với lại trứng trước đi, cái bằng lọt. Để nguội nguội cái con lọt cho ngoại. Ngoại ăn trứng cút với chả trước đi. Bên đây thì băng chăm sóc cho ngoại. Còn phía bên đây thì mẹ hai cô Tiên chăm sóc cho cô Tiên cũng là lọt tôm luôn. Rồi con ăn cô Tiên của con nguội đó, múc ra nãy giờ cô Tiên là được múc trước hết trơn à. Nguội hết rồi. Cô Tiên ăn trứng cút chơi giỏi luôn nè. Dạ. Múc luôn.
cái nước lên lên cũng êm lắm anh đúng không? Hơi lên lên kẹo kẹo gì đó. Sao vậy? Do là chắc do cái bánh canh đó chà. Tại ý đồ của mình cũng làm lên lên vậy đó. Còn nếu mà không lên lên đó là mình luộc trước anh không? Mình luộc bánh canh trước cái mình cho vô thì nó không có lên. Lên lên như là tựa bánh canh nước cốt dừa á cha. Mà cái này mình dịm nó ngon á. Dạ, cái này thì mình không có nước cốt. Thì cha cái gu cha hồi xưa giờ là cũng ít có chịu béo với lại ngọt. Thành ra là bữa nay cái món này không cho nước cốt dừa là trúng gu cha rồi đó. Tiên ơi cho cha cảm nhận coi. Dạ ngon. Dạ ngon à. Ôi ơi ăn tôm kìa. Còn trong cái nồi rồi tôm nữa nha con. Dạ. Ăn hết thì mình lọc nha cha. Chiều nay cô Tiên được nghỉ học rồi, tí xíu nữa ăn xong cái cha sẽ chở con đi hớt tóc ha. Tóc dài quá. Nghỉ học. Ngoại. Ta ngoại ăn hết cái con lọc. Chừng nào ngoại sửa nhà xong rủ con xuống ăn tân gia nghe. Cần thả nấu thì con xuống nấu cha. Trời. Cho bà cốc ngọc. Để ăn lâu lâu rồi. Ra tay lụt mà ngoài ăn được. Cha thấy hình như là cô Tiên thích ăn tôm. Tiên thích tôm. Mồng cho Tiên con. Đây bên đây con có nè. Lên rồi. Cái nước súp con thấy sao cô Tiên? Tê tái không? Ai ho. Sao ngoại cái cục thịt đó băng xé luôn đây, không ngoại? Xé luôn cho ngoại ơi. Mày dạ. Để vô đây đi. Rồi con xé cho. Ngồi con xé cho. Còn nóng cái gì nó nóng lắm. Tại cái nước này nó không có giống lên nước đó. Súp á. Nó lên lên gì nè. Như nước cơm á là nó nóng tịt lắm. Nó dữ dằn lắm. Giờ mình ăn con tôm trước đi. Em chấm cái nước mắm. Món này chắc chấm nước mắm quá chứ gì đâu hả? Làm mà không biết luôn. Còn nóng á. Em nghĩ con tôm này thì phải nó ngọt dữ dằn nè, nó tươi mà. Qua còn mấy con tôm này, mình đi xác đi con tôm thấy không ba? Luộc cho thằng Tiên ăn. Dạ. Luộc cái tấm là chấm nước lắm gì à? Chân cà. Đang hết không mẹ? Hết. Cháu ăn tương cà tương ớt không ạ, nó không chịu. Tiên ăn gì cũng chấm tương cà, tương ớt, tương đen. Khô nữa phải không? Món này mà khô là hết biết con luôn đó. Khô. Thơm. Rồi con ăn đi. Múc khô. Múc, múc bán đã đầy cái tô của đầu bếp con cá trứng cút nè. Vì bù lại cho em 6 viên bò viên. Ở chả chiên. Tiên ăn tôm giỏi thiệt. Sáng nay ngoại ăn sáng là ăn gì ngoại? Ăn sáng không có ăn gì. Uống một con sữa với ăn bánh. Dạ, vậy là giờ này ăn cô ăn bánh canh là vừa đó. Vừa ăn 12 giờ mới ăn cơm. Dạ. Nước ngon anh không? Anh nhìn thấy là biết món ruột rồi. Có một số bà con cũng nấu bánh canh gì nè em mà người ta cái dạng bán á, người ta bán cái giá bình dân thì người ta không cần giò heo, người ta dùng chả cá mà nó dai ngon á. Ta sắc sắc ra miếng miếng ngon lắm. Bánh canh trơn quá. Thấy cái nước này im ha Tim? Dạ. Bữa nay nước này im rồi. Tim thích tôm nè. Tim thích tôm. Tim nó thích tôm lắm. Nó mới ăn được thời gian gần đây, lúc trước là nó không ăn. Dạ. Mà cho hai con hết hả? Ừ. Chưa ăn.
mùa sao bánh cơm. Tìm món nào nó ăn được là ăn nhiều. Mềm hả bác? Ừ, mềm. Thì nãy bởi em mới vớt ra. Tại vì canh lốt, mình canh lốt. Mình vớt ra cái mình thả vô nóng như này vừa ăn. Vừa ăn con không quá mà. Dạ. Vừa ăn lắm á. Nó dở. Hồi nãy mà đi vòng vòng thêm chút nữa là mềm đó. Vậy là vừa nè. Bởi mình mới vớt ra đó. Cái nước súp ngọt đấy rồi. Mình có múc phần chưa anh Khải rồi, chị Ly chuyện nào anh Khải về hỏi anh Khải ăn món này có nhớ kỷ niệm ngày lúc mà mấy anh em mới bắt đầu làm clip không? Lúc đầu là sắt, sau rồi có cái máy ép, ép chổng cung luôn. Cấp đó mà nói anh Khải ra làm tiếp em ha, mà anh Khải nói gì nghe chữ bánh là sợ lắm. Bánh canh, bánh tầm nè, bánh ngon, bánh ướt, bánh cuốn rồi ghê lắm, sợ lắm. Ui mình mẩy liền. Tôi tìm thằng chả. Ăn trứng cút vô cái khuôn nó còn không? Còn chứ. Còn đây để mưa mai mốt chú công lên làm cửa là cho làm như cái ghế. Dạ. Càng sao không phải. Để mình cái khuôn á là để cái khuôn nó vô á, mình cái nồi nó dính luôn á là cao hơn cái nồi. Dạ. Mình sắt mình ba cái đúng rồi đó. Ba kẽm hộp mình làm sẵn dạ. Cái giờ cái thế nè. Ở trên này mình cứ bỏ bột vô rồi mình chỉ đè. Dạ. Nó nhẹ ha cha. Ừ. Dạ, nó có lực. Có thể. Hồi đó hồi nhỏ cha có thấy bác hay chọi trong này người dân tộc á là ổng làm bún. Dạ. Người ta có cái ghế con ơi. Cái ghế giống như ghế bào của thợ hồ á, rồi vừa để cái đó, để cái khuôn á. Dạ. Nói chung nó gác ngang dạ. Cái nồi, nồi sườn nồi nước sôi của người ta ở trên này ta bỏ ở trên xuống. Này mình chỉ đứng mình bắn ba cái cầu bữa hôm mình bắn vô. Dạ. Ngoại ăn chiên cút rồi vô ngoại ăn đồ ăn nhiều vô. Ăn bánh canh không hết thì ngoại ăn đồ ăn nhiều nhiều vô. Ông thẩm nhà nghe. Dạ. Đúng rồi, ngoại ăn đồ ăn trước đi, còn bánh ăn không hết thì có gì chút mình để lại. Còn chiên cút của cô đi. Rồi con ăn gì nữa, ăn cơm nữa không? Cơm nữa không con? Một con nữa hả? Chiên cút nè. Hồi nãy giờ con có nhớ là con mấy con chưa? Suy nghĩ ra mấy con. Chắc ở tới rồi con. Dạ. Nãy giờ tin 6 con thôi. Trời ơi. Hôm qua tô của tin là cưng múc mấy con? 3 con. Em múc 2 con. 2 con. Dạ. Mẹ 2 con, chị 2 con, vậy là 6. Con này con thứ 7. Ủa vậy là chị Ly nãy giờ là chưa ăn cơm phải không? Hả? Rồi để bù đắp lại cho những cái người nào mà. Hồi nãy nè, lột trứng cút thì lột có 3 trứng à. Rồi ăn nãy giờ mấy trứng cút rồi nói cho nghe ơi. Không, trứng cút. Cha thấy có ăn một trứng cái gì á? Có không? Đâu chơi gì nè. À còn hai trứng trong đó ha. Ừ. Hết đi con. Còn nguyên nè. À. Còn con ơi. Rồi vô ăn đi con. Đây mẹ lột tôm cho. Cái này nhán trứng cút. Cái này nhán trứng cút. Rồi vậy để tí xíu cha. Hồi nãy con nói con ăn 3 trứng cút đó. 3 trứng mình lột. Ăn đi. Con không ngờ là không ăn. Con không ngờ là không ăn. Mẹ cũng không ngờ là con không ăn. Mà cha cũng không ngờ là con ăn 7 con tôm. Ăn phính phính cho má. Ăn cũng rất là hết tóc nha. Hết tóc thì mai mình đi ăn vàng đi đám cưới nha. Đám cưới ké với ông ngoại. Dụng dụng hả? À, dụng dụng nó gãy chứ là chị cắt không được, dính nó trơn quá. Bữa nay mà có Út á, ăn xong thấy trời ơi chuyện mưa kiểu này đã rồi. Đã rồi, mưa đã rồi luôn. Mưa đâu làm gì được. Bữa nay Út đi làm công trình chắc Út không ngủ trưa quá. Gì con? Con nghỉ rồi cha. Con nghỉ gì, con vô chơi với hai bon đi. Thương bà con trước con đi vô. Rồi vô đi rồi, ăn cơm xong rồi. Rồi. Cha chở con đi hớt tóc liền ha. Dạ. Rồi. Hớt tóc lại giống một cái. Dạ. Ngoại cỡ giống. Rồi ngoại lại đi con bưng. Ngoại cỡ nào cỡ cũng phải còn khúc cuối cũng phải lên giống cái hả? Nhóm nhóm nãy giờ thấp. Ngoại quen ăn trên giống rồi. Chị mấy cái con này dụng dụng ngoan ăn muỗng được rồi. Khỏi đũa ngoại ơi. Mấy cái dụng dụng này ngoại gắp không dính đâu. Ngồi đâu. Rồi hả? Nóng ở đây là ngoại. Tô này có bị thiếu không cha? Dừa luôn hả? Đủ. Nhiều nữa hết ngon. Dạ.
Thank you.